Kiểu tình hình thời tiết nắng gay gắt bất chợt, có ngày giảm nhiệt độ đột ngột, mưa rông ở miền Bắc hiện nay ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của làn da. Những ngày này ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương thì số lượng người bệnh tới thăm khám từ đầu tháng 5 cho đến nay đã gia tăng đáng kể, ước tính khoảng 50% so với trước đây. Đa phần thì đều đến khám và điều trị vì các bệnh về da liễu liên quan tới nắng nóng kéo dài. Một trong số những sai lầm phổ biến của người dân là khi gặp các vấn đề bệnh lý trên da thì thường tự điều trị trước, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ban đầu chỉ tưởng là những biểu hiện của dị ứng thời tiết thông thường, với những mẩn đỏ khắp người. Uống thuốc không đỡ, nên bệnh nhân này mới nhập viện. Dựa trên kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lupus ban đỏ. Đây là bệnh lý khi kích ứng với ánh sáng vào mùa nắng nóng, sẽ có nguy cơ bùng phát tổn thương da. Bốc thuốc nam, xong cái phản ứng phụ nó dẫn đến nó càng nặng hơn, da mặt nó nổi, sần, dày, đỏ, kiểu như phát ban, mọng nước này nó diễn biến nhiều, đâm ra là phải vào viện khám ngay. Còn với trẻ em, đa phần đều nhập viện với các bệnh lý viêm khuẩn trên da, tự điều trị bằng cách tắm lá. Tình trạng bệnh nhi này không những không cải thiện mà liên tục có những biểu hiện nặng hơn. Tắm xà phòng thì nó lại không sạch, thế là mới phải vắt quả chanh vào cho nó cháu nó tắp cho nó mượt, mới hàng ngày tắm là ngắt là khế tắm. Mới đầu thì cháu nó cũng không như thế này đâu, nó cũng mới nhẹ nhẹ thôi. Vì sao hai hôm nay nó mới bị nhanh thế này đây chứ? Nó lên công nhận cái này nó nhiễm khuẩn gì mà nó nhanh thật. Thường xuyên là có cái hiện tượng là trời rất là nóng và ra mồ hôi liên tục với cả bụi bặm ở ngoài môi trường và các cái chất bã chất tiết ở trên da, nó sẽ kết hợp với nhau và tạo thành cái môi trường lý tưởng cho các cái loại vi sinh vật nó phát triển. Chúng tôi sẽ không bao giờ khuyến khích bệnh nhân có những cái biện pháp tự điều trị như thế ở nhà, có thể dẫn đến từ những cái tổn thương đơn giản nhưng sẽ sau đấy nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng do những cái loại thuốc bôi hoặc những cái loại lá đắp nó không phù hợp, sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như là tiền bạc để có thể khắc phục được cái hậu quả đấy. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo trong thời gian này, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ làn da trước tác động của thời tiết. Từ việc che chắn kín khi ra đường, cho đến thường xuyên sử dụng bôi kem chống nắng hay các sản phẩm bảo vệ da. Khi xuất hiện tình trạng viêm da, dị ứng, mẩn ngứa, không nên tự ý mua thuốc điều trị mà cần có sự tư vấn của bác sĩ. Liên quan tới vụ sạt lở khiến 2 người tử vong tại Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị dừng thi công toàn bộ công trình tại khu vực sạt lở có độ dốc lớn để ra soát, đánh giá, quan trắc độ an toàn. Rạng sáng ngày 29 tháng 6, ở bờ ta luy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 của thành phố Đà Lạt đã đổ ập đoạn dài hơn 50 m, gây hư hỏng, vùi lấp 3 căn nhà cao tầng, lán trại, làm 2 người tử vong. Chính quyền của tỉnh thì cũng đã chỉ đạo điều tra vụ việc, nếu như có dấu hiệu hình sự thì sẽ khởi tố. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng, nhất là Đà Lạt, liên tục xảy ra sạt lở, gây tổn thất về người và tài sản.